nóng nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ cơ thể người hoặc trung bình của bạn. Lạnh, nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể người hoặc trung bình của bạn. Gọt vỏ, động tác cắt lớp vỏ ngoài nhằm hạn chế bỏ vào miệng chất hóa học và cặn bẩn bên ngoài trái cây của bạn. Ngâm nước, hành động trung hòa đồ kiềm giúp loại bỏ cặn bẩn nhẹ hơn nước và làm tươi thực phẩm của bạn. Lọc xương, thao tác sơ chế giúp xử lý thịt động vật rút xương dễ dàng và tiêu thụ ít nguy hiểm của bạn. Làm ráo nước, khoảng thời gian hỗ trợ món ăn, tránh gây ra bắn dầu của bạn. Ướp, ngâm thực phẩm trong gia vị giúp hương liệu chuyển sang và thấm vào trong trước khi nấu của bạn. Sắc mỏng, dùng vật có bề mặt sắc chia thực phẩm từ khối thành lát mỏng đều nhau của bạn. Khuấy, động tác xoay theo vòng hoặc hỗn loạn giúp thực phẩm hòa tan đều vào nhau của bạn. Phết, động tác trét lớp mỏng hoặc dày lên trên bề mặt ngoài thức ăn của bạn. Vắt, dùng lực vật lý bóp mạnh hoặc vặn xoắn làm nước ở vật chứa nước chảy ra ngoài của bạn.